Những điều này rất ít người biết. Họ không tiếp xúc đến Phật giáo. Chúng ta ngày nay Internet và truyền hình vệ tinh làm rồi, thật sự là việc tốt. Không có những công cụ này, chúng ta giảng kinh, người nghe có được mấy người? Trong đời này tôi giảng kinh dạy học, nhân số thính chúng nhiều nhất trong giảng đường là trước đây ở Singapore. Giảng đường đó có thể ngồi 800 người. Đây là hiện trường tôi giảng kinh nhân số nhiều nhất. Mấy mươi năm giảng kinh, hiện trường giảng đường không vượt qua 200 người, chỉ hơn 100 người, khi ít thì 30-40 người. Nếu không phải Internet, quốc tế và truyền hình vệ tinh, ai biết được? Dùng công cụ này vượt ngoài dự tính của tôi. Tôi cũng không biết ai làm. Không biết Internet rốt cuộc là người nào làm, đến bây giờ tôi cũng không biết. Vệ tinh tôi biết là Trần Thái Quỳnh làm, là một việc tốt, nhưng xưa nay chưa từng hỏi han, không liên quan đến tôi. Tôi không có nhân lực này, tôi cũng không có tài lực. Đây là người khác nghe thấy thích, họ đem khuếch đại ra ngoài dự định của tôi. Ngày nay khoa học tiến bộ, giá cả máy móc những thiết bị này hạ thấp rất nhiều. Tôi nghe nói hiện nay muốn làm đài truyền hình vệ tinh này rất rẻ. Thông thường làm xí nghiệp họ có năng lực làm. Chính là không biết. Nó thật sự biết giáo dục thánh hiền, giáo dục Đức Phật, đem đến cho mọi người là trí huệ chân thật, phước báo cứu cánh viên mãn. Ai không muốn làm? Mỗi người đều muốn làm. Tuyệt đối không để một mình Trần Thái Quỳnh làm. Phước báo trí huệ đều bị một mình cô ta hưởng, những người khác đều biết làm. Thiếu sót chính là thiếu nhận thức. Điều này chúng ta không thể không biết. Người trẻ tuổi hiếu học nên đi con đường này. Con đường này rất tốt. Trước đây thầy Phương Đông Mỹ giới thiệu cho tôi hưởng thụ cao nhất của đời người. Tôi không phụ lòng thầy. Đời này của tôi đích thực là sống hưởng thụ cao nhất của đời người. Thầy hoan hỷ. Trước đây thầy đơn độc dạy tôi không hoài công, tôi đã làm được. Vì thầy phải chuyên niệm Phật A-di-đà, phải nên biết tích tập thiện căn, lấy đó để hồi hướng. Hồi hướng là đem tất cả công đức mà mình làm được hồi hướng thực tế. Hồi hướng thực tế là gì? Chính là hồi hướng tự tánh. Dùng cách nói của triết học là hồi hướng bản thể, bản thể của vũ trụ vạn hữu.
Hồi hướng Bồ Đề chính là hồi hướng tôi chỉ cầu trí huệ, ngoài điều này ra tôi không cầu gì cả. Thứ ba là hồi hướng chúng sanh, hy vọng tất cả chúng sanh nghe được Phật pháp, mỗi người đều có thể giác ngộ, đều có thể đoạn ác tu thiện, đều có thể nâng cao cảnh giới chính mình. Đều có thể sống cuộc đời viên mãn hạnh phúc nhất. Thầy Phương nói hưởng thụ cao nhất của đời người, đáng để học, đáng để chúng ta hành trì, làm ra thành tích mọi người đều biết, không làm ra thành tích mọi người không biết, không nhận thức được còn nói chúng ta mê tín. Học Phật sao lại mê như vậy? Sau 30-40 tuổi gặp mặt họ mới giác ngộ, sau khi giác ngộ họ liền tán thán, còn nói anh đi con đường này đúng, thật đã đúng. Dĩ thị thắng nhân, tất đắc diệu quả. Của dân do thử kiến Phật, sanh bị quốc trung, đắc bất thoái chuyển, nại chỉ vô thượng Bồ Đề. Đời này đến thế giới Cực Lạc liền đắc bất thoái chuyển. Đây là Phật pháp nói ba loại bất thoái. Thứ nhất là dị bất thoái, chúng ta nhất định không thoái chuyển vào trong lục đạo, tuyệt đối không thoái vào trong mười pháp giới. Đây thật sự là bất thoái. Thứ hai, quý vị sẽ không thoái vào trong tiểu thừa, cũng chính là nói chúng ta không sợ khó khăn gian khổ, có tinh thần đại vô úy, có thể đột phá tất cả chướng ngại. Thứ ba, mỗi niệm đều hướng đến vô thượng Bồ Đề, tuyệt đối không thoái chuyển. Đời này nhất định thành vô thượng đạo. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, ba loại bất thoái này đều đạt được. Đức Thế Tôn khi tại thì cũng làm như vậy cho chúng ta thấy. Một đời giảng duyên buông bỏ, dạy học chịu khổ cực, Ngài không phải không thể sống đời thoải mái, có thể. Trong các đệ tử tại gia có 16 vị quốc vương, nếu Ngài muốn kiến lập đạo tràng quá dễ, chỉ cần nói một tiếng người ta sẽ làm xong đem nó cúng dường Ngài. Huống chi phụ thân của Ngài là quốc vương, trong nhà cũng có thể làm cho Ngài, nhưng Ngài không cần, vì Ngài dạy đệ tử lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy, tự mình không trì giới, không chịu khổ, như vậy không phải thành trò cười ư? Như vậy ai tin Ngài? Ngài dạy người trì giới, Ngài trước phải trì giới. Ngài dạy người chịu khổ, mình chịu khổ trước. Tất cả đều phải làm gương như vậy.
ân đức này lớn biết bao. Không phải Ngài chỉ nói không làm, Ngài thật sự làm như vậy. Vì thế Ngài dạy học phát sinh ảnh hưởng rất lớn. Đến nay đã 3000 năm. Vẫn còn ảnh hưởng rất lớn. Chúng ta tin tưởng rằng Phật Pháp không bị đoạn diệt, nhất định đời đời có truyền nhân, có người y giáo phụng hành. Người xưa thường nói chân nhân bất lộ tướng. Họ thật tu, thật hành trì, nhưng vẫn chưa xuất hiện, mọi người chưa biết họ. Ấn Quang Đại Sư biểu diễn trong thời đại chúng ta, Đại Sư trước 70 tuổi không ai biết đến Ngài. Một vị hòa thượng bình thường trên núi Phổ Đà, không ai để ý đến. Đến năm 70 tuổi, có một vài học giả trong giới văn hóa, một vài nhân vật nổi tiếng, chuyên gia học giả, đến Phổ Đà Sơn du lịch, ngẫu nhiên gặp được. Họ đàm luận với Ngài Ấn Quang và thỉnh giáo Ngài vài vấn đề, phát hiện vị hòa thượng này thật đáng khâm phục. Do đó học Phật có những vấn đề đối với Phật giáo, đều ra viết thử để thỉnh giáo Ngài. Ngài trả lời hết. Họ đem những thứ này đăng lên báo tạp chí mới biết được, phát hiện được. Có một vị hòa thượng thông tông thông giáo như vậy. Ấn Quang Đại Sư thị phạm cho chúng ta, trong thời đại động loạn này, hậu tích bạc phát. Trẻ tuổi nổi tiếng không tốt, đố kỵ chướng ngại rất nhiều, người ta muốn hủy hoại quý vị. Nếu tự mình không có một vị hộ pháp mạnh, rất dễ bị người ta tiêu diệt. Chính tôi đi con đường này là con đường hiểm. Cũng may còn có hai người bên cạnh bảo hộ tôi. Chương gia đại sư đã viên tịch từ sớm, nhưng thầy Lý và thầy Phương còn. Tôi gặp vấn đề khó khăn, định thỉnh giáo họ. Nếu quý vị không có người như vậy, phải làm sao? Ai dạy quý vị? Ngoài ra, tôi còn hộ pháp bên ngoài, chính là cả nhà Phật tử họ hàng, hai vợ chồng họ chân tâm hộ trì. Không ở chùa, ở trong nhà họ, như vậy không sao. Sống trong nhà họ 17 năm thật không dễ. Sau 17 năm mới có một thư viện nhỏ, chính là thư viện Hoa Tạng Đài Bắc, không lớn.
Diện tích thư viện ở Đài Loan lúc đó là 50 bình. Khi chúng tôi vừa mới mua được là 50 bình. 50 bình lớn bao nhiêu? Một bình bằng 36 mét của Hồng Kông. Đây tính theo mét Anh. Một bình 36 mét. 50 bình. Sau 20 năm chúng tôi phát triển mới có phòng ở, tẩm thức, phòng khách nhỏ, nhà bếp, nhà ăn, tổng cộng 250 bình. Diện tích khi chúng tôi ra đi chỉ chiếm một góc nhỏ trong chung cư đại lầu. Một tầng của chung cư hình như có hơn 800 bình. Chúng tôi ở đây có 250 bình. Chỗ rất nhỏ, thính chúng cũng không nhiều. Thính chúng bình thường đến cũng chỉ hơn 100 người. Không có gì chướng ngại, không có xung đột lợi và hại với mọi người, bình an vô sự. Mấy năm gần đây chúng tôi dùng những công cụ khoa học, ảnh hưởng được khuếch đại. Mới đầu chúng tôi dùng Internet. Internet đại khai dùng cũng gần 20 năm. Sau cùng dùng đến truyền hình vệ tinh. Điều này ảnh hưởng rất lớn. Truyền hình vệ tinh bắt đầu mở là nguyên đán năm 2003. Đến bây giờ hình như cũng được 9 năm. Lợi dụng công cụ mạng và truyền hình, các vị đồng học Tịnh Tông trên toàn thế giới đều có thể xem được. Điều này mới tạo thành ảnh hưởng, nhưng cũng không chướng ngại. Chúng tôi không có đảo tràng. Chúng tôi sống đời lưu lạc. Truyền hình thì các vị cư sĩ làm, không liên quan đến tôi. Nếu tôi có một đảo tràng lớn, như vậy phiền phức rất lớn. Cũng may không có đảo tràng, suốt đời sống cuộc đời lưu lạc. Hoằng pháp lợi sanh không phải dễ làm. Chướng ngại khó khăn mà chúng ta sẽ không ngờ tự. Những điều này nếu quý vị tĩnh tâm tư duy quan sát sẽ rõ. Chánh, ngạn ngữ có nói ta không thắng chánh. Chỉ cần chúng ta chơn chánh, không bị bên ngoài làm ô nhiễm, chúng ta phải làm như thế nào mới được? Không có gì khác. Trong đời này tôi lãnh hội được chính là ngày ngày giảng kinh. Ngoài việc giảng kinh ra, tất cả đều buông bỏ. Tôi đã dùng phương pháp này. Vì sao vậy? Vì ngày ngày giảng kinh, quý vị phải ngày ngày đọc kinh. Không đọc thì lấy gì để giảng? Ngày ngày đọc kinh chính là ngày ngày không xa rời Phật Bồ Tát, tiếp nhận giáo huấn của chư Phật Bồ Tát. Thời gian lâu ngày, quân tu 60 năm, có thể lãnh hội được vài phần chân thật nghĩa. Không thể có tâm danh lợi,
Như trong A Nan Vấn Sự Phật Kiết Khung Kinh, Đức Phật nói: khả đắc di thế gian sự, bất khả đắc di thế gian ý. Điều này nhất định phải giữ vững. Tôi học Kim Giao trong lớp của thầy Lý, bộ thứ nhất học chính là Kim A Nan Vấn Sự Phật Kiết Khung. Việc thế gian có thể làm, không thể có ý thế gian. Ý là gì? Ý là tham sân si mạng. Quý vị có tự tư tự lợi là ý thế gian, có danh văn lợi dưỡng đó là ý thế gian. Những điều này không dính vào được, dính vào là hư. Phật pháp hoàn toàn biến chất. Thật sự buông bỏ những thứ này mới có thể giữ vững được. Có thể giữ vững, có thể ổn định, không để nội biến chất, không để nội đọa lạc. Tâm ta diễn diễn thanh tịnh, mãi mãi không mê. Như vậy là rất khó được. Nhưng xa rời Phật pháp là không được. Chúng ta đều biết nhiễm ô nghiêm trọng nhất là tivi, mạng, báo chương tạp chí. Những thứ này tôi đã đoạn tuyệt. Ít nhất tôi cũng 50 năm không xem tivi. Mạng thì xưa nay chưa từng tiếp xúc. Báo tạp chí cũng bỏ 50 năm nay không xem những thứ này. Tất cả thời gian đều đọc kinh, xem sách thánh hiền. Làm bạn với cổ nhân, điều này tôi hai mươi mấy tuổi đã đề ra. Thượng hữu cổ nhân, chúng ta mới có thể giữ được mình. Xã hội này là một hồ nhuộm lớn, chúng ta không có nhận thức này, không kiên trì. Nếu quý vị nói quý vị không bị ô nhiễm, đó là thánh nhân, không phải người phàm. Đó là Phật Bồ Tát tái sinh. Người phàm nhất định không chịu được. Vì thế ở đây quý vị thấy có thành quả. Phật A-di-đà làm duyên cho chúng ta. Chúng ta tự mình có duyên. Nhân là gì? Phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm, rộng tích công đức, phát nguyện hồi hướng, cầu sanh cực lạc. Những đạo lý này nếu chúng ta không thâm nhập kinh tạng sẽ không thấu triệt, không rõ ràng. Không rõ ràng sẽ hoài nghi, hoài nghi sẽ sanh ra chướng ngại. Chướng ngại khiến ta đọa lạc. Dần dần lòng tin của mình đối với chính mình bị mất đi. Vì thì học Phật không dễ. Đời này đã đọa lạc, đời sau kiếp sau gặp được lại tiếp tục hành trì. Nhưng đến đời sau kiếp sau rất dài. Trong bài kệ khai kinh nói: trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Sau khi mất thân người rồi, được lại thân người không dễ. Quý vị không được thân người, rất khó có cơ duyên nghe pháp. Được thân người rất đáng quý, chính là ta có cơ hội gặp được Phật pháp, có cơ hội tu hành. Nếu duyên thù thắng, trong đời này liền có thể thành tựu.
diễn diện thoát ly luân hồi lục đạo, thoát ly mười pháp giới. Lợi ích này quá lớn. Đây là Phật Bồ Tát đang khuyên chúng ta. Ở trên nói thật sự nghe rõ ràng, thật sự nghe hiểu, thì nên phát tâm vô thượng Bồ Đề. Tâm vô thượng Bồ Đề là tinh thật. Thật muốn đến thế giới cực lạc, thật muốn thân cận Phật A-di-đà, đây chính là tâm vô thượng Bồ Đề. Khi đã phát tâm, quý vị cần phải chuyên niệm. Mọi lúc mọi nơi trong tâm chỉ có Phật A-di-đà. Ngoài Phật A-di-đà ra, tất cả đều buông bỏ. Nếu thật sự đạt đến cảnh giới này, giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, tùy thời cơ có thể đi. Quý vị muốn bây giờ tôi đi, bên đó Phật A-di-đà đã nhận được tin tức, ngay lập tức liền đến tiếp dẫn, hoàn toàn không có chút chướng ngại nào. Vì thế đến thế giới cực lạc, khi nào đi quyền này tự mình quyết định, không do người khác thao túng, cũng không phải Phật A-di-đà thao túng, là do chính chúng ta. Muốn khi nào đi thì khi đó đi. Chỉ cần tin thật nguyện thiết. Ngẫu Ích Đại Sư nói rất hay, có thể làm chứng cho chúng ta. Trong Kinh Di Đà Yếu Dạy nói, có thể giảng sanh hay không, toàn là ở chỗ có tín nguyện hay không. Không nói niệm Phật, quý vị tin thật, đồng ý đi, liền quyết định được giảng sanh. Sau khi giảng sanh đến thế giới cực lạc, phẩm vị cao thấp, đó là công phu niệm Phật của quý vị sâu hay cạn. Vì thì công phu niệm Phật thế giới cực lạc là phẩm vị, công phu thâm sâu thì phẩm vị cao, công phu cạn thì phẩm vị thấp. Nói một cách rõ ràng, minh bạch. Thực tế mà nói, phẩm vị thế giới Tây Phương cực lạ có thể không cần để trong lòng. Để trong lòng là chướng ngại, không nên quan tâm đến nó. Tinh thật nguyện thiết, như Ngẫu Ích Đại Sư nói, hạ hạ phẩm giảng sanh tôi đã rất vừa ý rồi. Vì sao vậy? Vì hạ hạ phẩm giảng sanh, sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc, đều làm A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Điều này không tuyệt vời sao? A Duy Diệt Trí Bồ Tát là gì? Thượng thượng phẩm. Ý này không phải là nói hạ hạ phẩm giảng sanh đến thế giới cực lạc, hưởng đại ngộ của thượng thượng phẩm. Sự việc không phải như vậy sao? Vì sao có sự việc này? Đây là thù thắng của thế giới cực lạc, oai thần bổn nguyện của Phật A-di-đà gia trì. Trong quốc độ của chư Phật khác không có. Điều này chỉ có ở thế giới cực lạc. Hạ hạ phẩm giảng sanh, nhưng hưởng đãi ngộ của thượng thượng phẩm. Chúng ta tin rằng bổn nguyện của Phật A-di-đà tuyệt đối không phải gạt chúng ta. Nguyện nguyện của Ngài đều thành tựu, nguyện nguyện đều viên mãn.
Vì thì đến thế giới Cực Lạc là thấy được 48 nguyện của Phật A-di-đà. Nên chúng ta thật rõ ràng, thật minh bạch, nên phát nguyện chăng? Thật nên phát tâm vô thượng Bồ Đề, nên nhất tâm chuyên niệm Phật A-di-đà, chuyên niệm thế giới Cực Lạc. Những điều khác đều không nghĩ đến, nghĩ gì khác đều gọi là vọng tưởng, đều gọi là chướng ngại. Thế giới Cực Lạc chúng ta đã nắm chắc. Nhữ kim thanh tịnh, câu này vô cùng quan trọng. Trong kinh Đức Phật thường nói: tâm tịnh tắc Phật độ tịnh. Nói cách khác, nguyên nhân chính giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là tâm thanh tịnh. Trì danh niệm Phật là kỹ xảo, quán tưởng vẫn là thuộc về kỹ xảo. Mục đích là muốn tâm thanh tịnh hiện tiền. Đề kinh của bộ kinh này nhân quả hiển thị một cách rõ ràng minh bạch. Nhân giảng sanh là thanh tịnh bình đẳng giác. Thượng bối giảng sanh là đại triệt đại ngộ, giác mà không mê. Trung bối giảng sanh là tâm bình đẳng hiện tiền. Hạ bối giảng sanh là tâm thanh tịnh hiện tiền. Tâm không thanh tịnh không thể giảng sanh, dù niệm Phật có nhiều cũng không được. Đây là chúng ta tu tịnh độ, hy vọng đời này vĩnh viễn thoát ly luân hồi, không còn trôi lăn trong dòng lục đạo. Thật sự cầu sanh tịnh độ thì không thể không biết. Làm thế nào để được tâm thanh tịnh? Then chốt là buông bỏ, trì danh niệm Phật là dùng câu Phật hiệu này thay đổi toàn bộ tạp niệm của mình. Chư vị cổ đức nói: không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm là ý niệm, bất luận là thiện niệm hay ác niệm, nói tóm lại toàn là niệm luân hồi. Có niệm chính là luân hồi, vô niệm chính là Bồ Tát. Dùng câu Phật hiệu này thầy thì tất cả các ý niệm. Niệm thứ nhất bất luận là ý niệm gì, niệm thứ hai chính là Phật A-di-đà. Đây chính là giác chậm nhanh. Không cho ý niệm này tạo thêm ác nghiệp. Ý nghiệp là tư tưởng, bất luận là thiện niệm hay ác niệm. Thiện niệm là ba đường lành, ác niệm là ba đường ác. Vì thì tất cả đều là luân hồi. Ý niệm vừa chuyển, niệm A-di-đà Phật. Phật A-di-đà không ở trong thiện đạo, cũng không ở trong ác đạo. Cũng chính là nói, ý niệm này, ý niệm A-di-đà Phật này không tương ưng với luân hồi lục đạo. Nó tương ưng với ai? Tương ưng với thế giới Tây Phương Cực Lạc, tương ưng với Phật A-di-đà. Niệm Phật giảng sanh thấy Phật chính là đạo lý này. Chúng ta đối với đạo lý này phải thâm tín không nghi.
Hiện nay trong cuộc sống hàng ngày là luyện công phu. Luyện công phu gì? Thay đổi ý niệm. Thay tất cả ý niệm thành A-di-đà Phật là đúng. Đây gọi là chân thật tu hành. Đây gọi là y giáo phụng hành. A-di-đà Phật, ý niệm này hay, hay đến không cách gì nói được, nói không cùng. Ở trước chúng tôi đã giảng 800 tiếng đồng hồ, nói không cùng tận, đều nói về công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Cũng chính là nói ưu điểm của ý niệm này không thể nghĩ bàn. Vì sao không niệm? Vì sao không hành trì? Những ý niệm trong 84,000 pháp môn đều không sánh được ý niệm A-di-đà Phật. Vì thế người dùng A-di-đà Phật làm ý niệm của chúng ta là chân thật đệ tử Phật A-di-đà, không phải giả. Người này nhất định được sanh tịnh độ, chắc chắn thấy Phật A-di-đà. Lâm chung có nhiều người như vậy đến tiếp dẫn. Kỳ lạ nhất, những người này toàn người quen, không phải người lạ. Thế nên định thế giới cực lạc, không nên sợ hãi rằng tôi đi một mình, nhân sự địa lý xa lạ, điều gì cũng không quen. Như vậy quý vị hoàn toàn sai lầm. Quý vị đến đó sẽ thấy Bồ Tát và chúng thanh văn đều quen biết hết, đều là người có nhân duyên với mình từ trong vô lượng kiếp đến nay. Không có nhân duyên sẽ không theo Phật đến tiếp dẫn quý vị. Phàm những người theo Phật đến tiếp dẫn quý vị, tất cả đều là người có nhân duyên với quý vị. Ở thế giới Tây Phương cực lạc gặp mặt, hoan hỷ vô lượng. Phật quang vừa chiếu, thần thông của quý vị liền hiển tiền. Đây là thần thông gì? Túc mạng thông. Đời quá khứ và trong đời quá khứ nữa, vô lượng kiếp trước, tất cả đều nhớ lại, đều nghĩ ra được. Kiến thử sự thời, đây là thật sự thấy Phật. Người này hơi thở chưa dứt, thật sự đã thấy được Phật. Đây chính là hiện tiền thấy Phật. Tức là thấy được thân thể của mình ngồi trong kim liên hoa. Ngồi xuống thì hoa khép lại. Theo sau Thế Tôn, Thế Tôn là Phật A-di-đà, chính là giảng sanh trong ao bảy báo. Hoa trở về trong ao bảy báo. Quán kinh giữ bổn kinh, đồng vị hành giả ư mạng chung tiền kiến Phật lai nghìn. Thị tức kim thị kiến A-di-đà Phật giả. Đây không phải là sau khi chết mới thấy, mà chưa đoạn khi đã tận mắt. Nhìn thấy Phật A-di-đà, Quan Âm Thế Chí, chư Phật chư Bồ-Tát đếm nghìn tiếp. Ư thử ngũ trược ác thị, vô Phật chi thị, năng kiến bỉ Phật. Nghĩa là quý vị có thể thấy được Phật A-di-đà thật thị hy hữu. Bốn câu này là từ quả mà nói.
nhân duyên như thế nào mới thấy được? Bốn câu bên dưới là nói về duyên. Toàn bằng Di Đà nhất thừa nguyện hải, lục tự hồng văn, bất tư nghị lực. Đây là duyên. Phật A Di Đà làm tăng thượng duyên cho chúng ta. Chúng ta được oai thần bổn nguyện của Phật A Di Đà gia trì. Chúng ta tu pháp môn trì danh niệm Phật này, duyên như vậy mới cảm được. Có duyên đương nhiên còn có nhân, nhân này càng quan trọng. Duyên là tin Phật A-di-đà, nhân là tin chính mình. Phục nhân hành giả phát bồ đề tâm, người cầu giảng sanh này họ đã phát tâm bồ đề. Tâm bồ đề này như ở trước Ngẫu Ích đại sư nói là tin thật nguyện thiết. Thật sự tin, thật nguyện cầu sanh cực lạc. Tín và nguyện này rất khó. Nếu chúng ta cố gắng hỏi thử, chúng ta có tín chăng? Không có tín. Chúng ta có nguyện chăng? Không có nguyện. Tín nguyện đều không có. Không nên tự mình cho rằng có tín có nguyện. Rất nhiều người mê muội không biết gì, tự cho rằng có tín có nguyện. Trước đây thầy Lý dạy tôi cũng đã mấy lần chia sẻ với mọi người. Tôi xuất gia 2 năm mới thọ giới. Nhưng tôi xuất gia là bắt đầu giảng kinh dạy học. Sau khi thọ giới, theo quy tắc của nhà Phật là phải đi tạ thầy. Thầy giáo tôi là cư sĩ Lý Bính Nam. Thân phận xuất gia đi lạy thầy. Thầy Lý là thân giáo sư của tôi. Dùng cách nói của nhà Phật, thầy chính là hòa thượng của tôi. Hòa thượng là thân giáo sư. Tôi đến thư viện Từ Quang Đài Trung. Tôi chưa vào đến cửa, còn ở bên ngoài. Thầy ở trong thấy tôi, thấy tôi chỉ tay nói thật to: ông phải tin Phật, ông phải tin Phật. Nói rất nhiều tiếng như vậy khiến tôi ngờ ngàng. Tôi không tin Phật, có thể xuất gia sao? Tôi không tin Phật, tôi có thể thọ giới sao? Làm tôi hồ đồ quá. Sao lại lớn tiếng như vậy bảo tôi phải tin Phật? Sau khi tôi vào, đương nhiên vẫn phải lễ bái, lạy một lạy. Thầy bảo tôi ngồi xuống, nói với tôi rằng rất nhiều người đến khi lâm chung cũng không tin Phật. Càng nói tôi càng hồ đồ. Khi lâm chung vẫn không tin Phật, tôi nghe không hiểu.
Hai mắt tôi mở to nhìn thầy. Thầy nói với tôi, như thế nào gọi là tin Phật? Những điều Phật nói chúng ta đều không hiểu. Phật bảo chúng ta làm, chúng ta không làm, như vậy không phải tin Phật. Thầy nói như thế tôi liền hiểu rõ. Như thế nào gọi là tin Phật? Thật sự y giáo phụng hành, đó là tin Phật. Điều này ra soát lại chính là thật, hoàn toàn không giả. Quý vị nghiên cứu kinh giáo có thể hiểu được nghĩa chân thật của Như Lai chăng? Câu này nói một cách rõ ràng là Võ Tắc Thiên nói. Bài kệ khai kinh do bà ấy làm. Vô thượng thậm thâm di diệu pháp, bất thiên dạng kiếp nàng tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghiện. Võ Tắc Thiên nói được, nhưng bà cũng không hiểu được nghĩa chân thật của Như Lai. Chẳng qua là bà nguyện hiểu rõ. Nguyện thì nguyện, nhưng bà không lý giải được. Nếu bà hiểu được thì bà đã không tạo nghiệp, sẽ không tranh quyền đoạt lợi. Thật sự không hiểu. Do đây mà biết tin Phật rất khó. Người tin Phật chân chánh, xem kinh nghe giảng, nghe qua xem qua liền khai ngộ, liền khế nhập cảnh giới. Ngày nay chúng ta mấy trăm lần cũng không khai ngộ. Nhiều nhất là sao? Là nhớ rất rõ, cũng có thể nói một cách lưu loát trôi chảy. Vì sao không khai ngộ? Còn phiền não, vẫn chấp trước thân này là ta, vẫn còn tự tư tự lợi, vẫn còn danh văn lợi dưỡng. Người khác khen tôi hoan hỷ, người khác hủy bán tôi sẽ sân giận. Như vậy làm sao là tin Phật được? Những lời Phật dạy chúng ta không hề chấp hành. Đọc kinh cũng vô ích, chỉ miệng đọc mà thôi. Còn tâm không hề thay đổi, khẩu thiện tâm bất thiện, trì giới rất tốt, nhưng chỉ bên ngoài hành thiện, ý niệm không thiện, toàn là giả, không phải thật. Vì thế mới biết tin là khó. Nhà Phật đem tín để ở vị trí đầu tiên, tín di đạo nguyên công đức mẫu. Trước tiên phải kiến lập tín tâm. Tín tâm không có, toàn là giả, tất cả đều không có. Giống như thực vật vậy, tín là gốc. Chúng ta không có gốc. Phật pháp như vậy, Nho giáo, Đạo giáo cũng như vậy. Nếu không có tín tâm, quý vị học Nho giáo không phải thật Nho giáo, quý vị học Đạo giáo không phải thật Đạo giáo, đều là học võ bên ngoài mà thôi. Thực chất chúng ta không học được gì. Học Nho, Khổng Tử đến vậy quý vị cũng không đạt được. Học Phật, Đức Thế Tôn đến dạy quý vị vẫn không học được gì. Đây do nguyên nhân gì? Thầy không sai, nhưng chúng ta không vào được.
Cảnh giới chúng ta và cảnh giới của Phật, Khổng Tử không giống nhau, rất xa lạ, không tương ứng. Vì thì chúng ta có học lui học tới, học đến bao nhiêu năm cũng chỉ có thể học được cái thường thức. Ngày nay gọi là gì? Gọi là tri thức. Phật là trí huệ, Nho là trí huệ, Đạo là trí huệ, không liên quan đến trí huệ. Chúng ta học được là tri thức. Cho nên ngày nay chúng ta lo lắng. Lo lắng điều gì? Lo lắng truyền thống văn hóa sẽ mất đi. Hình như rất hưng thịnh, nhưng thật ra đó là bên ngoài, như hoa đàm hiền, không phải thật. Vì sao? Vì không truyền được truyền nhân đích thực. Truyền nhân đích thực là gì? Tin thật. Họ không có chút hoài nghi nào. Chính là tiêu chuẩn của cổ nhân. Tiêu chuẩn của cổ nhân là thật thà, nghe lời và thực hành. Nhổ tận bệnh căn của mình. Bệnh căn của mình là gì? Phiền não chướng, sở trì chướng. Cho nên Đức Phật dạy tất cả chúng sanh vốn là Phật. Hiện tại ta mê thất tự tánh, không nhận thức, không nhận ra mình đã mê thất tự tánh. Mê thất tự tánh liền sanh phiền não. Sanh phiền não thì nhận giặc làm cha. Không biết tự tánh là ta, ngộ nhận điều gì? Thân là ta. Quý vị nói có tồi tệ hay không? Xem cái này là ta. Đem những thứ có thể tưởng tượng là ta. Sai. Thân không phải ta. Có thể tưởng tượng là thức thứ sáu. Có thể chấp trước là thức thứ bảy. Mạt na đều không phải ta. Sao có thể xem những thứ này là ta? Chính những thứ này hại chúng ta đời đời kiếp kiếp trôi lăn trong luân hồi, vĩnh viễn không ra được. Bây giờ chúng ta vẫn xem nó là ta, vẫn duy trì mối liên quan thân mật nhất với nó. Đây không phải là nhận giặc làm cha sao? Đến khi nào chúng ta mới giác ngộ được? Khó, rất khó. Ngày ngày nghe kinh cũng không dễ giác ngộ. Nghe kinh như thế nào mới có thể giác ngộ? Nghe kinh phải thực hành. Nghe được bao nhiêu hành trì bấy nhiêu. Hành trì ra sao? Buông xả mà thôi. Ta đã học Đại Thừa, những đạo lý này ta đều hiểu. Ta phân biệt chấp trước đối với thân này, năm này nhạt hơn năm trước, tháng này nhạt hơn tháng kia. Như vậy là đã xuất hiện hiệu quả. Càng xem nhạt điều này thì trí huệ càng tăng trưởng. Quý vị nhìn pháp thế xuất thế gian với người ta nhìn pháp không giống nhau, dần dần tương ưng với những gì trong kinh nói. Trong kinh là tri kiến Phật. Tri kiến Phật chính là bản tánh tri kiến của chúng ta.
chỉ cần có thể buông bỏ tất cả, nó liền tương ưng với tự tánh, liền nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nghĩa chân thật của Như Lai dần dần hiện ra. Nó không phải lập tức liền hiện ra viên mãn, không phải. Ta giảm một phần chấp trước, nó liền hiện ra một phần. Giảm hai phần, nó hiện hai phần. Vì thế cùng một bộ kinh, tôi học Phật đã 60 năm. 30 năm trước cũng là ngày ngày đọc, ngày ngày giảng, không phát hiện. 30 năm sau giảng lại bộ kinh này, nói ra được rất nhiều ý mà 30 năm trước không nói được. Đó là gì? Chúng ta đã làm được vài phần. Mấy phần mà có hiệu quả nhiều như vậy? Tín tâm đầy đủ 10 phần. Năm này buông bỏ nhiều hơn năm trước, ý trong kinh hiểu được năm này phong phú hơn năm kia. Ngày ngày đọc nó đều không phát hiện. Bây giờ khi đọc lại mỗi lần đều có cái mới, mỗi lần đều không giống nhau. Nghĩa lý trong kinh điển sâu rộng vô biên. Vì sao? Vì nó là tự tánh. Tự tánh là thật. Cổ nhân nói hai câu để hình dung nó: kỳ đại vô ngoại, kỳ tiểu vô nội. Nó rộng đến đâu cũng không có bên ngoài, nó nhỏ cũng không có ở trong. Từ nhỏ mà nói, ngày nay các nhà lượng tử lực học nói những thứ đó, chúng ta hiểu không hề xa lạ. Những nhà vật lý học nghiên cứu hồng quang vũ trụ, báo cáo của họ chúng ta cũng hiểu, không có chút gì xa lạ. Vì sao vậy? Vì trong kinh Phật thường nói, chúng ta thường đọc được. Phát hiện của họ chính là thường thức của chúng ta. Những điều ta thấu hiểu còn rõ ràng hơn họ. Vì thế, tất cả pháp trong thế xuất thế gian, nếu ta muốn thành tựu được thánh hiền thế gian, Phật Bồ Tát của xuất thế gian, muốn đạt được chút trí huệ chân thật của họ, không có hiếu thân tôn sư thì không làm được, không có thành kính khiêm hòa không làm được. Hiếu thân tôn sư là nhân, thành kính khiêm hòa là duyên. Có nhân duyên này xem kinh Phật, xem điển tịch của Nho Đạo, mới có thể lý giải được nghĩa chân thật của nó. Đó chính là quả. Hiện nay chúng ta muốn tìm một truyền nhân, truyền nhân của truyền thống văn hóa, truyền nhân của Nho Thích Đạo, nên tìm ai? Phải tìm đến người hiếu thân tôn sư. Hiếu thân tôn sư còn phải thêm thành kính khiêm hòa. Không có thành kính khiêm hòa, họ không có duyên. Có nhân không có duyên, vẫn như cũ không lý giải được nghĩa chân thật của Như Lai. Tin thật khó biết bao. Thầy Lý nói với tôi rất rõ ràng, minh bạch.
tôi mới quát nhiên đại ngộ. Quay đầu nghĩ lại mới biết là thật. Lòng tin của chúng ta gọi là lộ thủy đạo tâm, không chịu được thử thách. Thuận cảnh thiện duyên, nghịch cảnh ác duyên ngay trước mặt, có thể không động tâm chăng? Đây chính là thử thách. Một trận gió nhỏ cũng không chịu được, làm sao có thể thành tựu? Đối với Kim Giáo cho rằng không đến nỗi nào tự mình có thể lên bục giảng, giảng thông thạo lưu loát. Thật ra như thế nào? Không hiểu. Những điều nói ra không phải nghĩa chân thật của Như Lai, mà là ý của mình. Có tạo tội nghiệp chăng? Tạo tội nghiệp. Mọi người đến nghe là gì? Nghe theo suy nghĩ của quý vị, cho rằng đây chính là nghĩa chân thật mà Như Lai nói. Đối với Như Lai sanh ra hoài nghi. Chẳng phải là quý vị tạo tội nghiệp đó sao? Có người hiện nay luôn tự cho mình là đúng, nên không tiếp thu người khác khuyên nhủ. Tôi theo thầy Lý 10 năm, thầy rất có trí huệ. Người có cá tính mạnh, người có thành kiến rất sâu, thầy đều tùy thuận, sao cũng được, không kết oán thù. Tuyệt đối không khuyên quý vị. Vì sao vậy? Vì quý vị không quay đầu được. Thật sự tiếp thu, có thể nghe lời, có thể thực hành, thầy có đánh, có mắng, thầy dạy rất nghiêm khắc. Học trò chúng tôi đều thấy được thầy mắng người, đánh người. Vì thế thầy lên lớp, xung quanh đều cho người canh giữ, không để người khác đến gần. Vì sao vậy? Âm thanh đánh mắng bên ngoài nghe được không hay. Học sinh đều là người 30-40 tuổi, đều không phải trẻ con. Trẻ con thì không sao. Học sinh trong lớp chúng tôi trẻ nhất cũng hơn 20 tuổi. Khi tôi theo thầy là 32 tuổi. Vì thế thầy phải để ý đến thể diện cho học sinh. Đánh mắng cũng không để người ngoài biết được. Bạn học nhìn thấy không sao. Vì sao vậy? Mỗi người đều từng bị mắng. Phàm những người nghe lời, thật sự thực hành, thầy có đánh qua mắng. Phàm những ai thầy nói hơi quá một chút, sắc mặt khó coi, thầy quan sát lời nói và sắc mặt người khác, từ đó về sau đối với họ rất khách sáo, tuyệt đối không nói đến họ. Như thế nào? Coi họ như học sinh dự thính. Đây là cách giảng dạy trong thời đại này. Thầy Lý đã thị phạm cho chúng ta. Chúng ta đã hiểu được. Thầy thường cảnh báo tôi không nên kết oán với người. Họ có vài sai lầm, ta nói họ, họ không thể tiếp thu. Ta nói họ, họ không vui. Như vậy là đã kết oán với người. Hữu ý hay vô ý đều rất dễ đắc tội người khác. Đắc tội người khác mà mình không biết,
Nhưng họ nhớ trong lòng, tương lai gặp cơ hội nhất định trả thù, oan oan tương báo không bao giờ dứt. Thật đáng sợ. Hiểu rõ ràng minh bạch những đạo lý này, không những là ngôn ngữ tạo tác, khởi tâm động niệm cũng rất cẩn thận, đều không dám tùy tiện. Thật muốn học, Thầy thật tâm về quý vị, rất có lòng từ bi. Tôi gặp được Thầy Phương và Chuyên gia Đại sư chính là người như vậy. Học sinh chỉ mình tôi đơn độc vậy, một người cũng vậy. Không phải cần có bao nhiêu người mới vậy, một người cũng vậy. Đây chính là gì? Đây chính là hộ pháp mà trong nhà Phật nói. Hộ trì chánh pháp, chánh pháp cần người truyền. Một học sinh cũng có thể truyền, đều phải dạy họ. Thực tế suốt đời một người cũng không gặp được, rất nhiều không phải không có. Phải làm sao? Trước tác sách, lưu lại cho hậu nhân, người đời sau xem được sách họ, có duyên với họ, vừa xem liền sanh tâm hoan hỷ, y giáo phụng hành. Như thế là họ đã truyền. Quan niệm tổ, tôi không biết ông có truyền nhân hay không, nhưng hôm nay chúng ta biết ông viết bộ sách này, chúng ta xem xong hoan hỷ. Chúng ta đang nghiên cứu, nỗ lực tu tập, không phải đã truyền pháp của ông rồi sao? Chỉ cần có một người truyền pháp, pháp sẽ không diệt.